Xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình Thời sự của Bút TV. Kính thưa quý khán thính giả, cho tới tận thời điểm hiện tại đã có thêm 7 ca mới mắc COVID-19 tại Quảng Nam và Đà Nẵng. Trong 7 ca mắc vừa được Bộ công bố y tế lúc 18 giờ ngày 28 tháng 7, 3 bệnh nhân ở Quảng Nam, 4 người còn lại ở Đà Nẵng, 1 người là nhân viên y tế. 3 bệnh nhân ở Quảng Nam là bệnh nhân số 432, bệnh nhân số 433 và bệnh nhân số 436. Trong đó, bệnh nhân 432 là nữ 63 tuổi, địa chỉ tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, là người từng tham dự tiệc cưới tại trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Paris thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cùng bệnh nhân 416. Bệnh nhân 433 là nữ 67 tuổi ở xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, chăm chồng điều trị tại khoa thần kinh Bệnh viện Đà Nẵng. Và bệnh nhân 436, bệnh nhân 437, bệnh nhân 438 đều là bệnh nhân của khoa hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Đà Nẵng. Người mắc COVID-19 hay còn gọi là virus Vũ Hán là bệnh nhân 435, nữ 29 tuổi ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Đây cũng là một nhân viên y khoa, khoa y học cổ truyền thuộc Bệnh viện Đà Nẵng. Và ngày 27 tháng 7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, từ ngày 25 tháng 7 đến nay, Việt Nam có 4 ngày liên tiếp đều ghi nhận ca mắc virus Vũ Hán trong cộng đồng, với 22 bệnh nhân được công bố ở tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Quảng Nam. Tính đến 18 giờ ngày 28 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 438 ca mắc virus Vũ Hán, trong đó có 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Sáng ngày 28 tháng 7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, đã có một cuộc họp báo trực tuyến với các bệnh viện về công tác phí điều trị. Tại cuộc họp, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng đã báo cáo tình hình điều trị các bệnh nhân mắc virus Vũ Hán. Hiện bệnh viện này có 3 ca nặng, bệnh nhân 416 đã chạy ECMO 3 ngày, các chỉ số cải thiện có khả năng được cai trong những ngày tới. Trường hợp nặng thứ hai là bệnh nhân số 418. Bộ Y tế cho biết rằng, với trường hợp thứ ba này thì mắc nhiều bệnh nền như suy thận mãn giai đoạn cuối, xơ gan, suy tim. Hiện các thông số của người bệnh tạm ổn, chưa phải chạy ECMO. Tại Quảng Ngãi, bệnh nhân 419 đã ổn định, những dấu hiệu sốt, khó thở không còn bệnh. Trong khi đó, có một số bệnh nhân như bệnh nhân số 419 đã ổn định, những triệu chứng sốt, khó thở không còn. Bệnh nhân sinh hoạt ăn uống bình thường, tuy nhiên bệnh nhân này còn ho khan và đau rát họng.